niên đại thì không gian thì xuyên thư thì không xuống nông thôn, tùy quân một thai sông bảo. Ngón tay vàng yếu, chuyện nhà ngắn, làm giàu. Mới biết ý xuyên thành một quyển tam quan bất chính trong sách pháo hôi nữ nhị. Lúc cô tới, nội dung vở kịch đang tiến hành đến thời khắc máu chốt, nguyên chủ đang bị một nhà bà nội cực phẩm đòi bồi thường, trước có sói sau có hổ, không chỉ có bà nội cực phẩm, còn có nam chính lòng già hiểm độc nhìn chầm chầm cô. Nguyên chủ vì nam chính móc tim móc phổi, đưa công việc đưa tiền cho nam chính, chỉ cần là nam chính, cô đều sẽ cho, thỏa đáng một bộ não yêu đương. Bất quá pháo hôi cuối cùng sẽ là pháo hôi, cuối cùng sau khi không có giá trị lợi dụng, chết thảm ở trong thôn xuống nông thôn, còn hại đệ đệ của mình. Mới biết ý tưởng tình cảnh của mình, thở dài một hơi nghĩ, cũng may hết thảy còn có thể vãn hồi. Vì không để cho nam chủ tại cuốn lấy chính mình, nàng suốt đêm đóng gói để cho hắn cùng Bạch Liên nữ chủ cùng nhau xuống nông thôn cô lại mua một công việc mở ra cuộc sống hạnh phúc của mình để cho nàng ngoài ý muốn nhất chính là nàng trước khi chết cái kia vườn táo cũng cùng nhau xuyên tới tuy rằng ngón tay vàng có chút yếu nhưng là cũng so với không có tốt a à. vì thế bình thường cô liền trêu chọc con kiếm tiền ăn dưa cuộc sống rất thích ý có người giới thiệu đối tượng cô không tiện cự tuyệt đành phải gặp mặt vốn muốn làm hỏng việc xem mắt nhưng gặp lại người đàn ông lần đầu tiên cô liền vứt ý nghĩ này ra sau đầu nam nhân bộ dạng tốt còn là một quan quân, tiền đồ vô hạn, mới biết ý hại người bị tiểu yêu tinh khác câu đi, hỏa tốc kết hôn đi theo quân. Mở ra một bên nuôi con, một bên kiếm tiền, sau khi kết hôn còn được cả nhà chồng mình cưng chiều. Chương 1 Xuyên qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tỷ tỷ, tỷ tỉ tỷ tỉ tỉ tỉnh lại, đừng bỏ lại A Lâm được không, ô ô ô, tỷ tỷ đừng đi, mùi không muốn huynh đi. Ngô Tri Ý cảm giác được đau đầu muốn nứt ra, xung quanh còn có tiếng khóc của trẻ con, cô nghĩ mình làm sao vậy, sao lại khó chịu như vậy. Cảm nhận được đau đớn trên thân thể mình, nàng nghĩ mình đã chết rồi sao, nàng chỉ nhớ rõ trước khi mình chết, hình như có một trận mưa đá đập vào đầu mình, nhưng tại sao trên người mình lại đau như vậy? Bởi vì mấy năm gần đây thời tiết càng ngày càng dị thường, năm nay vào tháng 8 trời liền đổ mưa đá, mới Tri Ý sau khi tốt nghiệp đại học liền về nhà kinh doanh vườn táo trong nhà mình. Một năm tuy rằng nói kiếm được không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ nàng ăn uống, còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nàng đối với cuộc sống hiện tại của mình rất là hài lòng. Vườn táo không lớn, cũng chỉ hơn 50 mẫu, từ sau khi cha mẹ cô qua đời, cô liền dần dần đem tình cảm ký thác vào trên người vườn táo này. Nguyên bản này hai năm sinh ý liền không dễ làm, Nàng sao có thể nhìn xem kia mưa đá đem vườn trái cây hủy hoại chỉ trong chốc lát a, vì vậy chính mình liền xông ra ngoài, nghĩ có thể bảo hộ một viên là một viên. Nói nàng xui xẻo cũng tốt, vừa vặn có một viên nắm tay lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống, chính mình liền cái dạng này bị đập hôn mê. Nàng nhắm mắt lại cực kỳ không an ổn, tiểu hài tử bên giường hắn, nhìn bộ dáng này của nàng, khóc càng lớn tiếng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đừng đi a à lâm sau này nhất định nghe lời tỷ không muốn a à lâm mới tri ý vừa hồi tưởng lại tình hình lúc trước liền nghe thấy bên cạnh mình khóc đến thở không ra hơi nói chuyện mang theo tiếng nức nở lúc này đây nàng nghe rõ ràng đích thật là bên cạnh mình phát ra thanh âm nàng liều mạng muốn đem ánh mắt cho tránh ra phí thật lớn công phu rốt cục thấy rõ cảnh sắc trước mắt mình nhìn căn phòng trang trí cực kỳ sắc thái niên đại này trong lòng của nàng có chút sợ hãi nàng có chút sợ hãi nghĩ địa phủ hẳn là không phải cái dạng này đi nhìn cái chăn bông nguyên ương hí thủy màu đỏ thẩm đắp ở trên núi của mình còn có trong phòng những thứ kia sớm đã bị đào thải bao nhiêu năm nàng có chút bối rối nàng cúi đầu cúi đầu liền cùng một tiểu quỷ bốn mắt nhìn nhau tiểu quỷ kia nhìn nàng tỉnh lại cao hứng nói tỷ 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 tỉ, ngươi tỉnh ta liền biết tỷ tỷ sẽ không 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 cần a lâm tuy rằng tỷ tỷ biến thành bại hoại nhưng là tiểu lâm biết tỷ tỷ vẫn là thích nhất ta đấy mới tri ý nghe nàng nói trên đầu toát ra một dấu chấm hỏi thật to mình là con gái một em trai từ đâu tới sau đó nàng có chút không xác định nghĩ chính mình chẳng lẽ cũng vượt qua một cổ xuyên qua trào lưu xuyên qua bằng không mà nói bức này cảnh tượng muốn giải thích như thế nào cũng không thể là ác tác kịch đi chính mình hẳn là còn không có dạng này bằng hữu hoặc là cừu nhân hao phí lớn như vậy giá tiền đến trêu cợt chính mình. Nhỏ, nhỏ. Nàng vừa mở miệng nói chuyện, liền cảm nhận được chính mình giống như bị đau cắt giống nhau cổ họng, vừa khô vừa đau, thanh âm còn có chút khang khang. Đứa bé kia sau khi nghe được thanh âm này của nàng, vội vàng từ tủ đầu giường bưng tới một cái chén gốm sứ, bên trong chứa đầy nước. Mới tri ý nhận lấy liền uống, uống gấp, còn có một ít theo hàm dưới chảy xuống. Tỷ tỷ, uống từ từ thôi. Sau khi uống xong, tri ý đưa ly cho đứa bé, sau đó cổ họng không còn khô nữa, đau vẫn còn đau. Bất quá nhìn một chút vẫn có thể mở miệng nói chuyện, dù sao cũng phải hiểu rõ chuyện trước mắt mình rồi nói sau. Tiểu đệ đệ, ta hỏi ngươi bây giờ là lúc nào, ngươi tên là gì a? À? Phương tri ý nén đau họng khàn khàn mở miệng nói. Ai biết sau khi nàng vừa nói xong lời này, tiểu hài tử kia oa một tiếng khóc lên, rất nhanh liền khóc đến thở không ra hơi vừa khóc vừa không quên chỉ trích chị chị quên a lâm rồi sao em không bao giờ ầm ĩ ăn kẹo nữa em nghe lời chị bảo a lâm làm cái gì a lâm liền làm cái đó em không bao giờ nói chị hư nữa em cũng không nói anh chí nhân hư chị không muốn em nữa mới tri ý nhìn đứa bé này khóc thành cái dạng này sau đó còn gắt gao nắm tay mình không buông có chút bất đắc dĩ nàng chưa từng nuôi đứa bé nhìn bộ dạng này của hắn căn bản không biết phải làm sao bây giờ đành phải xoa xoa ngữ khí nói, "Tỷ tỷ không phải không cần ngươi, tỷ tỷ vừa rồi đau đầu một chút, hình như đã quên rất nhiều thứ, a à, Lâm ngươi giúp tỷ tỷ nhớ tới có được hay không?" Phương Tri Lâm nghe chị mình nói như vậy, lấy tay lau nước mắt, sau đó gật đầu thật mạnh. "Em tên là Phương Tri Lâm, chị tên là Phương Tri Ý, em không biết đây là lúc nào, à đúng rồi, anh Chí Nhân chính là người chị thích, nhưng em không thích anh ấy, anh ấy cả ngày dùng ánh mắt hung ác nhìn em." mới tri ý nghe được hắn nói mấy cái tên này, trong lòng lập bập một chút, ở kiếp trước, nhờ phúc của mổ âm, nàng xem một quyển văn niên đại làm giàu. Sau khi xem xong, tức giận nàng giận cho tác giả một phần, không chỉ là bởi vì bên trong cái kia pháo hôi nữ xứng cùng mình một cái tên, hay là bởi vì, này bài này thật sự là tam quan bất chính. Nam nữ chính bên trong làm hết chuyện xấu, đến cuối cùng còn trở thành phú hào sự nghiệp thành công, câu chuyện tình yêu của bọn họ lại truyền khắp cả nước, người người khen ngợi. Mới biết ý ở bên trong chính là tiểu pháo hôi người người hô đánh, rõ ràng đã chết vẫn có người cuồng cuồng không ngừng đến mắng nàng. Sau khi tri ý xem xong, cần phải tức chết, sách như vậy, nhìn nhiều một chút đều là cay mắt. Trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình hiện tại xuyên đến dạng này một quyển sách bên trong, còn thành trong sách pháo hôi nữ nhị, cho người ta đưa tiền đưa công tác, cuối cùng thê thê thảm thảm xuống nông thôn, chết thảm ở nông thôn đệ đệ của mình cũng bị chính mình hại chết nam nữ chính cầm công việc mình cho tiền cho trôi qua tiêu tiêu sái rải rác trong thành phố cuối cùng sau khi mở cửa xuống biển kinh doanh tham gia thi tốt nghiệp trung học sự nghiệp hai người thành công ai cũng không nhớ rõ mình mới tri ý nghĩ đến kết cục trong sách của mình liền nghĩ mà sợ cô không phải là cho một ngôi sao sao cần phải trả thù mình như vậy sao nàng không có một chút ký ức của nguyên chủ có chăng chỉ là từ trong sách đi lên hiện tại chính là tiến hành đến nơi nào cũng không biết a à, nhìn bộ dáng trên người mình như vậy nguyên chủ hẳn là không biết nguyên nhân gì phát sốt nhiệt độ phát sốt quá cao không chiếm được cứu chữa sau đó nguyên chủ liền đi qua chính mình liền xuyên qua nhưng là trong sách liền không có viết nguyên chủ a à. a à lâm hôm nay có ai tới không hoặc là hôm qua thời điểm phương tri lâm nghe chị mình hỏi như vậy cố gắng suy nghĩ một chút sau đó có chút tức giận nói bà nội xấu xa kia tới, còn mang theo rất nhiều người, muốn cướp đồ của nhà chúng ta, tỷ tỷ cũng bị bọn họ chọc giận thành cái dạng này. Chu đại nương đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ đều rất hung dữ, sau khi bọn họ đi, tỷ tỷ sẽ không tỉnh lại. Mới biết suy nghĩ một chút hắn nói sự tình, đây chính là nguyên chủ cha mẹ vừa qua đời 10 ngày thời điểm nội dung vở kịch, cũng là buồn cười, hai người bọn họ đều đi lâu như vậy, những người này không có một ai tới. Chương 2 quả táo viên cùng đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Người tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Một dạng tướng mạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Muốn bán việc làm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Hỗ trợ đổi việc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Tiền viện nhân gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Đi mua đồ ăn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nháo lên môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Lưu manh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.